ổng là dễ thương vô cùng. Ủa, chắc ba chồng tôi chắc cho ông ăn nhậu gì phải không? Sao lại bên ổng dữ vậy? Không có cho ăn cái gì hết trơn á, nhưng mà cả cái xóm này ai cũng quý ổng hết trơn á, tại ổng tốt bụng. Thôi, cái hôm mà đám dỗ vợ ổng á. Trời đất ơi, vợ ổng là ai? Thì vợ ba chồng tôi đó. Trời đất ơi, má chồng bà mà bà xưng hô vậy đó hả? Vợ của ổng. Tụi bay coi thường má tụi bay quá. Được, tụi bay kêu tao viết lại tờ di chúc. Đúng rồi, xong tao hiến hết tài sản này cho từ thiện. Cái gì? Bà ơi, báo giờ bà hiến cho từ thiện luôn hả bà? Đúng. Đất mà mặt tiền ngon lành là chia cho anh hai chị hai, còn đất ở đầm lầy tuôn ở trong góc kẹt có hốc bà to đó thì chia cho vợ chồng tôi với lại vợ chồng Út coi á, làm cha vậy có công bằng không? Đâu có công bằng. Mình phải coi lại mình, cách ăn ở của mình nè. Sở lợi thì trời cho, so đo trời lấy không.